Nắng nóng kéo dài, điều hòa tiếp tục đắt khách. Theo báo cáo từ một siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội, doanh số tại đây đã tăng hơn gấp đôi so với cùng thời điểm này năm ngoái. Các mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm và hỏi mua nhiều nhất là các sản phẩm giải nhiệt gồm điều hòa, quạt mát, quạt điều hòa. Đại diện của siêu thị này cho biết đối với các thương hiệu nổi tiếng về điều hòa như Daikin, Panasonic, LG, năm nay không có nhiều model mới, bởi thường thì cứ 2 năm các hãng này mới ra model mới với nhiều tính năng và tiêu chí kỹ thuật nổi trội. Ngược lại, các thương hiệu phổ thông như Media, FINIKI thì năm nay có nhiều model mới do hầu hết các hãng này đã chuyển sang dùng hệ thống ga mới là GAS410, R32, vốn đã được các thương hiệu lớn dùng từ trước. Việc loại bỏ ga cũ R22 sẽ giúp cho các hãng điều hòa phổ thông bắt kịp với các hãng cao cấp về mặt công nghệ, bởi ga mới R410 và R32 không chỉ làm mát tốn hơn, mà còn thân thiện hơn với môi trường. Ngoài ra các tính năng lọc không khí, inverter của điều hòa vẫn đang tiếp tục được người tiêu dùng ưu tiên khi chọn lựa. Bác Hồng, một thợ sửa chữa, lắp đặt điều hòa lâu năm cũng cho biết lượng người mua và lắp điều hòa đã tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh cả miền Bắc và miền Nam đang đón nhận đợt nóng trái mùa đến sớm, trung bình mỗi ngày, một người thợ như bác Hồng có thể làm từ 20, 25 đơn trong những ngày cao điểm, thậm chí tới tận tối khuya vẫn có khách gọi. Nắm bắt được xu thế đó, nhiều siêu thị điện máy đã nhanh chóng tung chương trình khuyến mãi khủng nhằm thu hút người dùng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là khi ngày nghỉ lễ 30 trên mùng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 đang tới gần, điển hình như tặng gói quà tặng, miễn phí công lắp đặt, miễn phí ống đồng, trả góp 0%. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn, nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì tại hôm nay và một vài hôm nữa ở Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, do đó lượng người đổ xô đi mua điều hòa hay các thiết bị làm mát dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới Nguyên, nguyễn nguyễn